Chào mấy anh em. Thì nói chung là buổi trước mình có đăng một cái video về vấn đề mà thực phẩm, mình chia sẻ với mấy anh em luôn. Có thể là ví dụ như là ba cái thực phẩm á, ví dụ như là nhất á, là về vấn đề là cám, không cám vỉ với cám thái trộn. Cái thứ hai là hạt trong mi sinh khối của lò thủy nha. Cái vấn đề thứ ba là chuột trắng, nhưng mà cũng nói chung là mấy anh em cũng quan tâm đó, nhưng mà bữa hôm bữa là cái video nó dài quá cho nên không có thể nào mà nói đi sâu về chi tiết về cái vấn đề mà con chuột trắng. Nói chung á là tại sao mình chọn ba cái thực phẩm đó, tại vì mấy anh em nếu mà ví dụ có nghiên cứu á, thì cám thái là nó cái mùi nó rất là thơm, còn cám bỉ là nó có rất là nhiều đạm, cho nên mình trộn lại để cho con cá nó kích thích và đang rất là sung. Vấn đề là tôm mi Mỹ thì nuôi sinh khối nó rất là đỏ, nuôi theo cách của mình là nó rất là đỏ và nó có nhiều chất đạm. Nhưng hai cái vấn đề đó có thể là ví dụ như mấy anh em bỏ qua, hay là mấy anh em không tin tưởng hay như thế nào đó, nhưng mà mấy anh em đăng ký kênh mình làm cái video này là bây giờ là 10 giờ rồi, nhưng mà mình làm cái video này tại vì mình suy nghĩ là tại sao cái con trùng trắng á nó cực kỳ chi phí nó rất là thấp mà sinh sản lại ok, mà tất cả một thứ đều là còn phải nói là gọi là chuẩn, tại sao anh em lại rất là ít sử dụng. Có nghĩa là ví dụ như là mình nói với mấy anh em luôn nha, về vấn đề mà mặt mình làm video này, cũng làm video này là để cho những anh em nào đăng ký kênh mình đó hiểu rõ về cái bản chất của con trùng trắng và cái chất lượng của con trùng trắng. Còn mình bán giống thì chỉ có 50 ngàn một phần thôi, nhưng mà tôi thiệt sự xíu nữa mình quay cho mấy anh em coi, mình không có số lượng nhiều, mấy anh em hiểu không? Mình như nó thiệt sự là cá của mình đó, mình bán một cặp 2 triệu 3 triệu là mình làm cá mình làm ra, mà nó còn gấp mấy lần cái, nó thiệt sự mình bán mấy chục cặp là nó còn gấp mấy chục lần của vấn đề mà trùng trắng. Cho nên mục đích của mình làm video này không phải là vấn đề là bán con giống, chẳng là mình chia con giống thôi, chia con giống cho anh em một phần chỉ có 50 ngàn thôi, nhưng mà thực sự là mình không có nhiều. Nhưng mà mục tiêu mình làm video này để mấy anh em rõ hiểu rõ về vấn đề mà con trùng trắng. Và hiện tại là trong cái thời điểm mà dịch bệnh này, một số anh em ngại đi mua trùng chỉ nha, thì thứ nhất là chi phí nó cao, tại vì ở Sài Gòn cũng phải là tầm 150 đến 200 ngàn một ký, mà ở mình là cá biệt là có thời điểm là 300 ngàn đến 350 một ký dùng chỉ. Nhưng mà bây giờ là mình đi sâu vào về cái vấn đề là con trùng trắng nó là cái gì, nó nuôi như thế nào, vì sao mình nói nó là báu vật của làng Copy mà mấy anh em không khai thác nha. Và mình sẽ tra thực tế luôn và cách thu hoạch, cách ăn riêng về cũng vấn đề con trùng trắng nha. Còn những cái thực phẩm mà mình tra cá ăn á, mình là một người tra ăn rất là đủ loại, mình lựa những cái nào mà chi phí thấp lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho cá nha, nó đầy đủ cái khoảng, nói chung là nó là ở tầm khá chứ không phải là gọi là cao cấp, nhưng bảo đảm con cá nó phát triển rất là tốt và hạn chế được cái bệnh cho con cá nha, mà chi phí lại phù hợp chứ không có phải là phí quá, không? Thì bây giờ là mình đi vô vấn đề là đầu tiên là vấn đề là con trùng trắng là nó ở từ đâu và nó có những chất gì và nó nuôi như thế nào. Mình đi từng bước trong cái video này chỉ review về vấn đề là con trùng trắng thôi. Còn mấy anh em mua ở đâu cũng được, tại vì mình không có số lượng nhiều, anh em nào ok thì mình chia sẻ ở một phần hai phần hay gì đó để cho mấy anh em máy thôi. Còn vấn đề là cám hay là Academy thì mình mới nhập về, mình nhập sĩ về mình chia lẻ cho mấy anh em, thì đâu cũng vô đó, giá cũng vô đó hết. Mình đương nhiên là mình phải bán rẻ hơn so với người ta, đối với những anh em mà đăng ký kênh của mình về vấn đề mà cám hay Academy Mỹ, anh em hiểu không? Còn riêng một con trùng trắng mà anh em đi mua ở đâu hay mua làm gì cũng được, không có quan tâm, tại vì mình không có số lượng nhiều. Nhớ nha, mục tiêu của mình làm video là đó, tức tại vì những cái mà có thể mấy anh em những cái vấn đề khác mấy anh em không tin mình, nhưng mà riêng con trùng trắng là mấy anh em phải tin tưởng của mình
tại vì mình đã test 2 tháng nay rồi và mình cũng đã từng bỏ cuộc rồi nha, từng nuôi nó cách đây mấy tháng rồi nhưng mà bỏ cuộc và bây giờ là nuôi lại và thành công, thì mình muốn chia sẻ cho mấy anh em đây. Bây giờ là mình đi chia sẻ cái nội dung trước nha nè mấy anh em. Như á, cái con trùng trắng nó được nhập từ Mỹ nha mấy anh em, về vấn đề mà chất lượng protein hay đồ đạm nó gần ngang con trùng chỉ, thậm chí nói thiệt sự luôn á, trong đầu mấy anh em suy nghĩ, trong cái tư tưởng mấy anh em suy nghĩ, con trùng chỉ là VIP nhất nhưng chưa chắc VIP về độ đạm, về độ đã tươi sống, nhưng chưa chắc gì vấn đề mà xét nhiều mặt, nó chưa chắc gì nó hoàn hảo hơn con trùng trắng. Mình nói thiệt luôn, tại vì mình ngày xưa mình cũng cho ăn full trùng chỉ mà à, mình nói này về vấn đề mà cái chất lượng dinh dưỡng của nó này, thì mấy anh em lên Google mấy anh em search ra vấn đề mà của con của protein và độ đạm của nó là 70% độ đạm nha, độ đạm của nó này nó cũng hơn con Atomy nữa nha mấy anh em, nó hơn con, cái độ đạm của nó cũng hơn cái Atomy sinh khối nữa nha mấy anh em, và hơn cái cám bỉ luôn, thiệt sự luôn là cái con trùng trắng này á, mấy anh em không tin cứ lên Google search là biết, chứ mình không phải là tự mình cảm nhận mà mình đã tìm hiểu rồi và mình đã test rồi nha. Rồi vấn đề mình đang nói về vấn đề là cái ưu điểm của nó là cái đồ đạm của nó nha, nó tương đương với con trùng chỉ. Ok, vấn đề thứ hai, giá thành của nó rất là rẻ và mật độ sinh sản của nó là, mấy anh em biết là cái mật độ sinh sản của nó là cấp số nhân à, nghĩa là ví dụ ngày hôm nay mình có một phần, qua ngày hôm sau là mình sẽ được một phần rưỡi hoặc đến hai phần. Ví dụ như ngày hôm nay là có 100 con này, qua ngày hôm sau là còn nó sẽ sinh sôi ra thành 150 hoặc 200 con. Nó là cấp số nhân, cho nên là rất là ít tốn chi phí. Tại sao? Mình chỉ cần mua thôi, và cái thực phẩm cho con trùng chỉ ăn chỉ là cám chá thôi, cái thức ăn cho chá thôi, nó rất là rẻ luôn. Mấy anh em hiểu không? Mấy anh em hiểu không? Nó rất là rẻ, chi phí nó rất là rẻ mà độ dinh dưỡng nó cực kỳ cao. Và mấy anh em biết cái ưu điểm của nó lớn nhất là gì không? Nó rất là sạch. Sạch là như thế nào? Cái nhược điểm của nó ngày xưa là mấy anh em biết sao không? Ngày xưa mình nuôi bên trong đất á, với sơ dừa thì nó có cái tình trạng là có những cái con quỷ gì mà nó móc, mấy con quỷ gì mà cũng bạ hay nghĩ gì nhả hay là con ruồi nhặn gì đó là nó bu vô con trùng trắng đó, và nó ăn hết thức ăn của trùng trắng, và nhiều khi con giòi nó lên rồi nó làm cho anh em mình nuôi không được. Mấy tháng trước là mình cũng nuôi nhưng mà lần nó lụi, nó chết hết, với lại cái độ ẩm nó không có đủ chuẩn và cái giá thể của nó rất là dơ. Mấy anh em hiểu với mình không? Nó dơ là tại vì sao? Đất mà gặp những cái thức ăn thừa rồi nó dở lên móc, rồi thức ăn nó rất dở lên móc và không biết xử lý là nó cứ chết. Nói chung là nó chết rất là nhiều nguyên nhân, và một số tâm lý là mấy anh em chưa có biết được là cái con đó tra khám mình ăn có bị gì không nha, tra khám mình ăn có bị gì không. Và mấy anh em biết sao không? Và không biết là cái con đó là nó đủ chất dinh dưỡng hay không, và một số anh em biết nhưng mà nuôi nó lại chết, nó lại dơ đó. Nhưng thiệt sự ra mấy anh em mình đã nuôi một cái cách cũng phải gọi là, nói chung là cũng hơi mới tí xíu thôi, chứ cũng không có phải là gọi là mới lắm, nhưng mà nó rất là sạch sẽ, rất là tiện lợi, và mình đã test 2 tháng để chia sẻ cho mấy anh em đó. Thì đã mình nói sơ về vấn đề là cái ưu điểm của nó, với lại cái ưu điểm của nó, cái nhược điểm của nó là hồi nãy là như mình đã nói, tâm lý của mấy anh em là chưa biết cái con này có chai ăn được hay không, cái giống ăn như thế nào, lỡ nó bị bệnh hay như thế nào sao. Rồi một số anh em biết được cái chất lượng của nó thì lại nuôi không được, và nó rất là dơ không, nó bỏ đất rồi này nọ rồi sợ nó vi khuẩn này nọ các kiểu đã. Cho nên á, mình đưa ra một cái phương án nuôi nó rất là tối ưu nha, rất là ok luôn. Rồi mình nói xong về vấn đề là ưu điểm, nói về nhược điểm rồi, nó thêm một cái ưu điểm nữa là như thế nào, mấy anh em cứ tự nghĩ đi. Mấy anh em sợ con trùng trắng ăn vô bệnh, mà mấy anh em không sợ con trùng chỉ hả? Con trùng chỉ ăn vào, nếu ví dụ như mình tính tỷ lệ 100% đúng không, là bị bệnh đúng không, ví dụ tính tỷ lệ nha, ví dụ như con 100%, nếu mà ví dụ như, có nghĩa là ở đây là tính tỷ lệ, ở đây là nếu mà bị bệnh á, cấp số bị bệnh á, nếu ví dụ như là con ăn con trùng chỉ á, nó chết này nọ, nó làm cho con cá bị bệnh,
ví dụ như 1.000 con nó bị 100 con thì trang côn trùng trắng á, mình đang ví dụ nha, chứ không có phải là nói là cái tỷ lệ nha, hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là nếu cho ăn con trùng chỉ bị bệnh 100% thì con trùng trắng nó chỉ bị khoảng 5-10%. Nếu mà những cái con trùng chết á, anh em hiểu không? Nghĩa là ví dụ con trùng chết ăn vô nó bị sinh này nọ, bị ruột cha dành cho cá, nó bị 100% thì con trùng chỉ nó chỉ có 5-10% thôi, tỷ lệ bệnh nó rất là thấp. Chứ làm mấy anh em biết sao không, cái con trùng trắng nó sống từ sáng đến chiều được trong nước, và nó rất là nhỏ và nó rất là sạch, cho nên tỷ lệ gây bệnh mà ảnh hưởng tới cái đường ruột của con cá nó rất là thấp. Nó phải nói là 1/10 so với con trùng chỉ mà đã bị chết nha mấy anh em. Và đặc biệt á, mấy anh em biết ưu điểm của nó là gì đâu, chỉ có những con sống mới thu hoạch được. Trùng chỉ thì mấy anh em bỏ vô không biết là con nào sống con nào chết, bỏ vô một cục. Nhưng riêng trùng trắng mấy anh em thu hoạch và cho ăn á, là toàn hay chắc chắn là 100% là nó sống, tại vì nó sống mới cho ăn được, mới thu hoạch được, còn nó chết là không có thu hoạch được. Đó, mấy anh em thấy không, dựa vô cái vấn đề mà ví dụ như con trùng chỉ nó 80% đạm thì con 80-75% đạm thì con trùng trắng nó cũng nằm ở cái góc độ là 70% độ đạm. Nó trên là không nhiều, nhưng mà nhìn xét về tổng thể những cái ưu điểm của con trùng trắng nó hơn hẳn con trùng chỉ. Và đặc biệt bán em biết sao không? Rất là chi phí rất là rẻ. Mấy anh em đâu có nuôi được trùng chỉ, đâu có nuôi được nhân ra, nhưng cái con trùng trắng nó sinh sản rất là mạnh. Nhập hàng của Mỹ về mà lúc đầu á, lúc mà mới về là nó tới 250-300 ngàn một phần, một phần giống, chứ không rẻ đâu. Sau này nó sinh sản nhiều và đa số mấy anh em không có nuôi được, hay là mấy anh không sử dụng cho nên ấy, đúng không? Cho nên con trùng trắng này rất thích hợp để nuôi cây giống, rất là ok luôn, hạn chế bệnh luôn nha. Đó là mình nói về những cái ưu điểm và con trùng trắng rõ về cái nguồn gốc. Mấy anh em không tin lên Google search nha, giờ để cho anh em cảm nhận được. Còn bây giờ là vấn đề là mình cũng như vấn đề là chi phí, mấy anh em mua ví dụ như một phần hai phần có 50-100 ngàn mà nó cấp số nhân như hồi nãy mình nói rồi, trời ơi, nếu mà nuôi ok rồi nó để ra nó nhân ra, nó nhân ra mà cho ăn mỏi thôi. Đây này, rồi bây giờ là tới cái vấn đề là mình chia sẻ hướng dẫn cho mấy anh em cách cho ăn, thu hoạch rồi nhân giống nha. Em mấy anh em, đây là toàn là cây giống của mình nha. Đây là những cái cặp cá tơ hay những cặp cây giống ha. Red Eerie bông full. Rồi đây mình chia sẻ để cho mấy anh em thấy là xíu nữa mà mình tra những cái con này ăn luôn. Còn đây là cũng cá ri bông hết mà cá tơ cũng cá con lên, nói chung là cũng hàng tỷ mình lựa ra hết nha. Lựa ra để mình làm mấy hai cái hồ đây cũng vậy này, cũng cá con lên, đang làm cá con lên đó. Đây nhà mấy anh em cũng full tay này lại chứ không phải là cá cùi nha, mình lấy những cái con cá của mình ra làm vật thí nghiệm để cho mấy anh em yên tâm về vấn đề là ăn côn trùng nó có bị gì không nha. Đây mấy anh em, tiên là ví dụ như là mình nếu mà mình muốn thu hoạch á thì mấy anh em chuẩn bị cho vào một cái chén nước sạch, thì nói chung á là nước, nếu mà nước xử lý nước của cá mình nuôi thì nó càng tốt, nói chung là nước lọc hay là nước đã xử lý rồi thì nó ok hơn nha, cho nó an toàn. Đây này mấy anh em, mình nuôi hôm bữa từ khi mà cứ một ngày vậy là nó lên lần thứ 5-6 phần mà dạng như là ít á, không chia rồi, chẳng qua là những cái phần mà nhiều á chia cho mấy anh em thôi, còn đa số ví dụ như trên thị trường thì người ta chia nó ít lắm, người ta không có ít con giống lắm. Với lại con giống này á, mấy anh em biết sao không, con giống này á mình đã cái kiểu như là không có cái dùng cái từ thuần á thì nó ghê gớm quá, kiểu như là nó đã phù hợp thích nghi. Nếu ví dụ như mấy anh em mua những cái con giống khác á, nó sống ở đất quen á, mấy anh em bả vô đây á là nó chết, xác suất nó chết rất là cao, cái kiểu như vậy á. Tại vì biết sao không? Cái con này á mấy anh em hiểu là nó sống ở cái độ ẩm, nó có độ ẩm, và độ ẩm nó phải, thứ nhất là nó phải ổn định, và cái hai nó phải quen đó. Thì khi mà nuôi ở trong này á là mình có nhúng nước này, nước ở đây nè, mấy anh em thấy nước ở dưới không, là nó khoảng tầm là 1 cm nha, 1-2 cm
là nước mình đỡ, mình xịt nước ở dưới đỡ chi, để cho cái nó cứ bay hơi lên thì nó vẫn có độ ẩm để cho con trùng nó trốn vô đây này, nó trốn vô trong đây này đó, là nó cư trú nha. Và khi mà cái thức ăn này nó lên ăn và nó sinh sản rất là nhiều mấy em thấy không. Mình mua cái trùng giống gì mình sàng lọc, nói chung là mình mua 10 phần về và mình làm nó còn thành, nó chết đâu khoảng còn một phần à. Và khi mà những cái con đó nó đã sống, nó thích nghi được dây rồi và nó nhân giống ra, nhân giống những cái con ra thì nó sống trong cái môi trường này hoài luôn, không cần sơ dừa, không cần đất, rất là sạch sẽ, không cần mà vệ sinh này nọ các kiểu mệt mỏi hết rồi nha. Cứ làm vậy thôi và cứ tới ngày là thu hoạch thôi, nó rất là đơn giản mà nó tiện lợi, mà nó thiệt sự ra là ok luôn. Đây nha mấy anh em, mình đã cho mấy anh em xem cái cách trang. Thì những cái này á, trước khi mấy anh em muốn nhân giống á, thì mấy anh em phải nhúng nước hai cái bề mặt này, cái miếng này miếng rửa chén nha mấy anh em. Đó anh em vậy, đây là mình cho mấy anh em coi thôi nha. Thì đó mình cũng chia cho mấy anh em cứ một phần về 50.000, mà mấy anh em thấy không, có được có mấy phần cái cho mấy đâu, chứ đâu có phải là vấn đề mục đích kinh doanh là chính đâu, chủ yếu chia sẻ thôi chứ không nhiều phần nữa đó. Nhưng mà làm hai cái video nói về vấn đề này rồi mà mấy anh em vẫn chưa thấy, một số anh em có cái hướng là nuôi trùng này, trong khi nó dịch bệnh trùng chỉ nó lại mắc mà không có đẻ được, lại bị dở bị bệnh nữa, mà không trùng trắng nó chất lượng dinh dưỡng nó như nhau, nó hầu như là dạng như là 90% đến 89% thì nó đều gần ngang nhau, mà trong khi đó mình an toàn mà rẻ mà đỡ tốn tiền mà đỡ phải đi xa này nọ các kiểu nữa, lấy này nọ các kiểu nữa, đỡ tốn chi phí rất nhiều. Thì bây giờ cứ mua vậy xong để nó nhân ra thôi đó, cứ nhân ra nó cấp số nhân nha, chứ không phải cấp, nó sinh sản cực kỳ nhiều mà cấp số nhân luôn, cứ ngày hôm nay là 2 phần, qua ngày hôm sau là thành 3 phần, nó nhân ra chừng nào nó nhiều nó đủ số lượng rồi là mình thu hoạch đó. Đây nè mấy anh em, cái con này á bình thường nó hết đồ ăn á, như đây này hết đồ ăn á là nó núp xuống dưới này, và tại vì ở trong này á, trước khi mình bỏ thức ăn lên á, sau khi mình bỏ thức ăn lên cho nó ăn á thì mình có xịt nước xung quanh hay mình rải nước xung quanh để cho nó có độ ẩm ở trong này, khi mà nó ăn hết thức ăn là nó sẽ trốn vô trong vậy đó. Đó mấy anh em thấy không, và khi mình muốn thu hoạch để cho cá ăn hoặc là nhân giống thì mình bỏ cái miếng lưới lên ở trên nha, nè này đã miếng lưới lên trên xong để bỏ thức ăn lên trên đó, như ví dụ như vậy này. Đó, bỏ lên trên rồi xong tự động nó môi lên để cho nó sát sát cái miếng lưới, sát sát như cái miếng như cái bề mặt đen tí xíu này em đó, đỡ sát sát như vậy xíu là tự động nó môi lên nó ăn thôi, tự động môi lên ăn. Nhưng mà biết sao mấy anh em, phải lấy một cái miếng vải trải vô nha, vải gì cũng được, có cái này cái áo mình cắt ra nè, để chi biết sao không cho ruồi nó vô nó để nó sinh sản thành giòi không. Cái thứ hai là để cho miếng vải là để cho nó có không khí đầy kín lại, để cho nó có không khí nó bay ra được, chứ mấy anh em đừng có chơi mấy cái miếng thùng xốp vậy nha. Thùng xốp về là da tối chỗ mình chuột nó phá quá như năm ngoái vậy thôi đó. Bây giờ là tới cái công đoạn đây, tới công đoạn thu hoạch đó, mấy anh em lấy đây nè. Nó còn thức ăn thì mình cứ bỏ vô đây đó, đây này mấy anh em. Rồi bả lên nè, đây thấy vậy chả nhiều lắm á nha, đây là mình mới làm thôi á. Đây là cho cái giống ăn là y bài luôn. Thấy không? Cứ nó ăn hết thức ăn là nó canh nha. Nó giờ ăn hết thức ăn là thu hoạch. Chứ nó ăn hết thức ăn mà nó không có thức ăn là chui xuống kia núp. Nè, chui xuống đây nó núp này.
Đây nha mấy anh em, trùng má trùng liếng vô này, thấy không? Mấy em cứ nghĩ thấy vậy, giờ cấp số nhân nó để ra nhanh lắm, để ra nhanh kinh khủng luôn. Chủ yếu là giới thở của mình nó phải khỏe, mấy con giống của mình nó phải khỏe và nó phải ngày nào cũng cho ăn một lần thôi, cứ ngày cho ăn một lần thôi. Mua cái loại cám rẻ tiền nhất á, mà nó hơi tan tí xíu rồi ngâm thức ăn của nó, là ví dụ như mình ngâm nước khoảng 2 đến 3 tiếng thế nở ra tan tí xíu mềm mà. Rồi mình cứ thế mà mình chan thôi. Đây nha mấy anh em, đó thì ví dụ như mình chan thì mình cứ lấy cám mình mở lên thôi, hồi nãy mình có ngâm tí xíu nha. Trước tiên thì bây giờ là mình nhân giống trước nha. Đây này, cái nước nó còn thức ăn ấy nó đục quá, mình vớt cặn ra tí xíu. Tại vì cũng mới chia cho mấy anh em á, cho nên mấy con này nó cũng chưa ăn, nó còn thức ăn á, cho nên nó hơi ít. Anh em hiểu không? Nó hơi ít nha. Mình đây mình làm ví dụ thôi chứ thiệt sự thu hoạch hết ba cái thùng đó là nhiều lắm. Nên mình chẳng qua là mình làm ví dụ để cho mấy anh em thấy thôi. Chứ hồi sáng là mình mới cho ăn một mớ rồi, đúng không? Cho ăn cá khoảng tầm 10 ngày đến 14 ngày vẫn ăn được nha mấy anh em. Đó. Thành ra những cái con nào sống á, là mình mới thu hoạch được, mấy con chết là nó đâu có thu hoạch được đâu. Nhưng mà mấy con này á, nó cũng sống dài lắm, nếu mà sống một chuồng ok là sống dài lắm. Đây là mấy anh em nè, cái đây à, thấy không, cá đúng không? Kiểu như đó, lấy không được. Mấy anh em không có cái xịt thì lấy cái vũng đưa lên cho nó có nước, tại vì nước trước khi mà mình làm là mình đã nhúng nước cho nó ướt sẵn rồi, cộng thêm nước ở dưới đây rồi nó tạo lên độ ổ đậm, nó ẩm lên. Thì ở đây này, thấy trùng không? Mình xịt lên vậy đó. Đây là mình đang nhân giống nha mấy anh em. Cứ như vậy thôi. Xong đã rồi mình bỏ cái miếng cám vô. Nè, cám hồi nãy mình ngâm. Ngâm thì nó chưa đó. Nó hơi nở mềm tí xíu. Rồi để mấy anh em. Rồi mình bỏ miếng cám đó rồi xong. Xíu nướng chứ nước vô rồi. Rồi xong. Đơn giản, mấy cái đây cũng y như vậy. Thu hoạch này hay ăn xong gì đó là cứ bỏ đó. Đó. Thấy không? Rồi xong. Cái đây là đó, đây là nhân giống này. Rồi qua ngày hôm sau là cái đây nó qua ngày hôm sau là cái đây nó thành gấp đôi. Đơn giản thôi, tùy lượng bạn cho ăn thức ăn. Chan thức ăn mà nó vừa đủ. Nhưng mà mấy anh em nhớ nha, qua ngày hôm sau á, nếu ví dụ như một ngày mà thấy thức ăn mà nó mềm hay là nó dơ hay là nó bị nhão hay là nó chưa ăn á, nó hay cái là ví dụ như thức ăn mà nó bị hư là côn trùng nó không ăn, nó móc mèo hay gì là nó không ăn. Một ngày mà mấy anh em bảo một ngày á, mà mấy anh em thấy mà nó dư quá thì mấy anh em dứt ra, dứt thức ăn ra, dục thay thức ăn khác mới và canh cái liều lượng á, nó ok hay không. Ví dụ như á, mấy anh em bỏ vô một cục gầy mà nó ăn 6 tiếng thì lần sau thì mấy anh em bỏ 2 cục hay 3 cục gì đó. Hoặc là ví dụ như mà nó ăn mà không hết á, thì lần sau mấy anh em bỏ ít lại nha, tùy theo cái lượng trùng. Rồi đó, cứ về mà ấy thôi. Về mà cứ đó. Rồi đó, qua ngày hôm sau nó đơn giản lắm, là nó sạch lắm, không có cần gì, thấy nước ở dưới đây hết thì cứ xịt lên để cho nó bay hơi, nó có độ ẩm thôi. Tại con này nó sống trong môi trường ẩm, chứ không có cần mà làm sơ dừa chi với nó mệt lắm. Hả? Thấy không? Rồi.
ngâm thức ăn nó mềm ra rồi xong đậy lại nhẹ nhàng đơn giản lắm. Cuối quen ngày hôm sau cứ làm vậy nó thích. Đây rồi mình nãy tí xíu nha mẹ nè. À mẹ nè. Rồi xong cứ đậy vậy thôi. Tối xò chuột thì lấy cái miếng ấy đắp lên. Lấy miếng vải thôi. Rồi khi nào mà thu hoạch thật là để làm cái gì đó thì mình lấy những cái này nè, mình đỡ lên thu hoạch để cho cá ăn hoặc là nhân giống thì mình đỡ lên, còn không thôi muốn nhân giống bình thường thì mình cứ đỡ vậy, rất đơn giản. Rồi giờ tới cái giai đoạn này mình trang nè. Này mấy anh em, thường thường ví dụ như trong đây mình đã có dính mấy cái cám cá gì thế nào đó, cá ăn cũng không sao hết á, nhưng mà mình lừa ra hiểu không, tại vì này để đây cho vợ thấy nha, đây là người thật việc thật. Mấy em thấy nó bò không? Nó sống hết, nó sống nó mới bò lên trên kia được chứ, nó bò lên nó tìm thức ăn ở trên lưới á. Này mấy anh em, nó dành nhậu năng luôn. Đèn á, đèn nó núp mấy cái núp, em thấy không? Mình cho anh cái giống nha, chứ không phải cho anh cầm bậy làm bậy. Mình còn không sợ thì lấy gì mà trùng chỉ mình sợ, chứ mình còn không sợ thì lấy gì những cái con cá cùi mình, cái vip mình không sợ lấy gì, cái sợ cái cùi của mình, cái cùi mình không có trang, tại vì mấy đây cho cái giống thôi, thấy không? Anh rất là sung luôn. Rồi đây đốt không, đây review thực tế cho mấy anh em coi đó, sọt thùng nha mấy anh em, đang bầu bầu mà cha ăn luôn, tại vì con này nó không có to, nó không có trứng bụng như con ấy. Bên đây cũng vậy này, miếng sọt này, sọt phun tay nha mấy anh em. Thấy không, ăn rất là sung luôn. Da bình thường mình không có mở đèn nhiều quá, tối mở đèn nhiều quá nó mấy con cá nó hơi nhát, nhưng mà nó vẫn ăn sung. Thấy không, dành nhau mà ăn nhiều vàng á, ăn nhiều vàng chán, nguyên mới có thu hoạch có 1/4 à, mà cha ăn nhiều bài ké đi ăn về là chán. Hai anh em thấy không, ăn rất là sung luôn, chứ không phải là chơi hay là như thế nào đó, đi bông hết nha mấy anh em. Ké nào mình cũng cho ăn hết á, không phải là sao cha mấy con cá cùi, review mấy con cá cùi cho mấy đồ mấy anh em sợ hả, cái con cái nhỏ cái lớn gì cũng cha thấy. Rồi đây nữa này. Hút mấy con trùng thôi nha mấy anh em, còn mấy cái cạnh của cái cám á khỏi cần cũng được. Mình nói với mấy anh em á, theo mình á là ăn á là nó không có bị bệnh, tại vì con này sống mà nó sống rất là lâu, nó sống từ sáng đến chiều, từ 7 giờ sáng mà nó sống đến nói chung là khoảng tầm là từ 8 đến 12 tiếng á, chung là nó sống là mà nó chết thì nó một mấy con nhã đi, nó chết thì nó ăn cá nó ăn cũng không có ảnh hưởng nhiều, nhưng mà mình không có dám mà chắc chắn 100%, hiểu không? Nó vẫn bị bệnh, nhưng mà nó bị bệnh chỉ là bằng 1/10 của con trùng chỉ, nếu con trùng chỉ nó chết
đã mình nói vậy á. Rồi thôi nha mấy anh em, mình up video lên nha. Đã cần cái trùng giống mà mình không có số lượng nhiều nha, cần trùng giống thì cứ liên hệ mình, tại vì những con trùng này là mình đã cha nó thích nghi, sống thích nghi với cái môi trường trong cái miếng đồ chén đó rồi. Và mình sẽ hỗ trợ cho mấy anh em nào mà đăng ký kênh của mình về vấn đề mà nuôi trùng, để cho nó giảm tải được cái chi phí rất là nhiều luôn. Mấy anh em chỉ cần mua một lần thôi, và mấy anh em để nó cứ nhân ra và cho cá ăn thôi, không có tốn gì, tốn cám cháo nó rất là rẻ. Ồ mà một bao gì, một bịch của nó 1 ký chứ ăn cũng tháng 2 tháng, tháng rưỡi 2 tháng. Đấy nha mấy anh em, cần với lại cần cám bỉ nó các đồ đạm cũng 60%, với lại cần Atomy Mỹ thì nói mình chiết ra. Nói chung là mình mua sỉ về mình chiết ra, cái giá nó cũng thực sự ra là cũng không có lời nhiều, nhưng mà thấy mấy cái sản phẩm nó ok, với lại mình mua số lượng nhiều quá, về lại cho mấy anh em thôi nha. Ai cần gì thì cái giá đương nhiên là phải rẻ hơn, những anh em này đăng ký cho mình là phải rẻ hơn so với cái giá, những cái giá mà Shopee rồi ở trên nó đang rồi nha mấy anh em. Rồi cảm ơn mấy anh em.